Em đã nói là phiền rồi mà. Nhà em với nhà anh đâu có tiện đường đâu. Có gì đâu mà phiền. Lâu lâu anh mới có cơ hội mà. Cơ hội gì? Ý anh là để anh thử coi xe này trả được nhiêu. Oh baby I wanna love you. Baby I love you. Đừng nhìn bề ngoài con người anh. Anh chẳng nhiều lần nghiêng trang. Em cần một chỗ an toàn. Nên từ đây anh sẽ làm người tốt. Vì yêu em nên anh chẳng cần nói. Hành động chẳng cần nói. Tập trở thành một người lớn hơn. Không là người hùng trong em. Nhưng em mang trái tim chân thành. Anh sẽ khiến em nở nụ cười mãi thôi. Tốn kém. Nhưng mà tiếc là khán giả không có thích thể loại nhạc kiểu kéo đường phố cho lắm. Mức loại 3 mà tưởng là sô-cô-la loại nhất à. Đầu đường xó chợ cũng bị đặt vô cái trường này học sao? Làm dơ bẩn hết cái trường này rồi. Đâu phải ai sinh ra cũng được giàu có như mấy người đâu. Người anh em tốt, người anh em tốt. Bạn đi sai ở đoạn nào thì tôi cũng ngã ở đoạn đó. Người anh em tốt, người anh em tốt. Đừng có chán, đừng có buồn, nhấc buồn lên và gọi rồi. We are homie, 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 so good. Dù trời có sắp xuống chân thì chúng ta vẫn sẽ là homie. I love you. Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau. Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời. Baby, I wanna love you. Baby, I love you. Đừng nhìn bề ngoài con người anh. Anh chẳng nhiều lần nghiêng trang. Em cần một chỗ an toàn. Nên từ đây anh sẽ làm người tốt. Vì yêu em nên anh chẳng cần nói. Hành động chẳng cần.